thường cũ. Hậu Tri, Thiên Cổ Quyết Trần. Tập 23. Hồng Nhân. Đó không phải Hồng Nhân. Nhưng sao có thể chứ? Đó rõ ràng là linh khí của Hồng Nhân. Đó chỉ là một chút linh hồn còn sót lại của Hồng Nhân. Đám người thấp kém lại dám xông vào nơi tu luyện của chân thần, mạo phạm đến thần uy, còn không mau rời đi. Thần quân Kỳ Lân, bọn ta không cố ý mạo phạm đến chân thần Bạch Quý, chỉ là thần giáo Thái Thương xuất hiện liên quan đến chúng sinh tam giới. Ta là thay mặt thiên cung đến giành lấy thần giáo, mong thần quân Kỳ Lân đừng ngăn cản. Ngu dốt, thần giáo Thái Thương là thần khí của chân thần, chỉ lựa chọn chủ nhân đã được định sẵn. Tam giới đều đồn thần thú Kỳ Lân giáng thế, bản tôn còn tưởng rằng huynh ấy vẫn còn sống. Hôm nay có Hỏa Kỳ Lân và giáo Thái Thương ở đây, đủ để bản tôn biết được thanh mục rốt cuộc có phải Bạch Quyết không. Thần tôn, hóa ra hôm nay người đến không phải vì tranh đoạt thần giáo, mà là vì, có lẽ mọi người không biết, thần khí của chân thần sao có thể bị tiên tộc và yêu tộc tầm thường chế ngự chứ. Thần khí chân thần cái gì chứ? Thần giới thượng cổ đã phủ bụi nhiều năm rồi, bây giờ chỉ có thiên cung bọn ta làm chủ. Hỏa Kỳ Lân, nếu giao giáo Thái Thương ra đây, bản điện hạ sẽ tha mạng cho ngươi, để ngươi có thể hưởng thọ ngàn năm ở núi Liễu Phộng này. Chỉ là con của Kim Long và Phượng Hoàng mà cũng dám ở đây ăn nói hàm hồ. Chủ nhân của giáo Thái Thương còn chưa đến được ngươi đâu. Thế nào? Đó không phải Bách Huyền. Quả nhiên là huynh. Đã 6 vạn năm thần giới bị quỷ diệt rồi, vậy mà huynh vẫn còn sống. Nguy rồi, thần lực của giáo Thái Thương quá lớn, vừa xa thần mạch của thượng quân, cứ tiếp tục như vậy. Hậu Thiên, không sao chứ? Phượng Nhiễm, chúng ta phải mau nghĩ cách tách hắn ta ra khỏi thần giáo, nếu không thành mục sẽ tan xác mà chết. Nhưng ở đây không có ai có tu vi cao hơn thần giáo, sao có thể can dự vào được. Nhị ca, huynh mau nghĩ cách cứu thanh mục đi. Nếu quỳnh ấy chết, mụ cũng sẽ chết theo. Thanh mục là bằng hữu tốt của quỳnh, ta cũng không muốn quỳnh ấy có chuyện. Nhưng linh lực mạnh như vậy, phải làm sao mới được đây? Hậu Trì, người nhìn đi, hình như thanh mục đỡ hơn rồi. Cây giáo này là thần khí của chân thần Bạch Quyết, Kỳ Lân này lại là thần thú canh giữ nó. Thế gian này ngoại trừ chân thần Bạch Quyết, tuyệt đối sẽ không đến gần người khác. Lẽ nào thanh mục? Sông núi vẫn còn đó, nhưng thượng cổ, nàng ở nơi đâu?
Hồng Nhân, bây giờ thần giới đã đóng cửa rồi. Tam bang linh hồn còn sót lại của ngươi xuống hạ giới. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy giúp ta canh giữ thần giáo này, canh giữ núi Liêu Vọng này. Bản tôn phải đi tìm nàng ấy về. Vạn năm cũng được, vạn vạn năm cũng không sao. Cuối cùng sẽ có một ngày thần giới vẫn lại xuất hiện. Bản tôn nhất định sẽ tìm được nàng ấy. Thượng Cổ, thần tôn Bạch Quyết, sao có thể? Hậu Trì, ngài đang nói gì vậy? Hình như là chuyện của thần giới. Thần tôn, vậy vì sao người đó không có ký ức của thần tôn Bạch Quyết? Bốn người bọn ta được cùng tồn tại với trời, nên dù có chết cũng sẽ lại được sinh ra ở Đại Càn Khôn. Nếu năm đó quỳnh ấy chỉ là ngủ say, bây giờ tỉnh lại như này, căn nguyên nhất định phải ở trong cơ thể. Chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Khi thần giới đóng cửa, suốt cuộc quỳnh ấy đã nghĩ ra cách gì mới có thể tạo ra một cơ thể thượng tiên như vậy? Mau nhìn đi, linh lực xung quanh tên thư sinh đó mờ đi rồi. Lẽ nào thần giáo tìm được chủ nhân rồi? Các huynh đệ, nếu thần giáo tìm được chủ nhân thì chúng ta sẽ không kịp tranh đoạt. Các tiên quân nghe lệnh, thần giáo ngày hôm nay tuyệt đối không được để rơi vào tay yêu tộc. Tuân lệnh. Chiêu Nhi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thừa nước đục thả câu, làm loạn tình thế hiện tại. Chỉ khi để giáo Thái Thương vào tay Thanh Mục thì mới có được manh mối. Ô Vũ Hóa, tự đâm đầu vào chỗ chết. Khí tức trong người Thanh Mục hỗn loạn, có lẽ là đang dung hợp với thần lực của giáo Thái Thư. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng Phượng Diễm, ta và cô nhất định phải bảo vệ Thanh Mục. Đợi Thanh Mục lấy được giáo Thái Thư, từ từ tỉnh lại, chúng ta liền mau chóng rời khỏi đây. Chỉ cần là thứ người quan tâm, ta nhất định sẽ không để ngài ấy bị thương. Cái gì mà quan tâm với không quan tâm chứ? Hắn có ơn với ta, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi. Chỉ là như vậy, cùng thanh trì chúng ta khó mà bảo vệ được chính mình nữa. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bảo vệ thì bảo vệ thôi. Đã đến lúc cho họ thấy y phong của cung thanh trì rồi. Chiêu Nhi, đồ súc sinh nhà ngươi lại dám làm ta bị thương, ta sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách tán. Chiêu Nhi, tu vi của Kỳ Lân quá mạnh, ta và muội được không phải đối thủ. Vậy ca sợ gì chứ? Muội có Ô Vũ Hóa của mẫu thần, lẽ nào không thắng được sao? Chiêu Nhi, nhị ca, thần tôn Hồng Nhật xin đi trước một bước, không thể hoàn thành lời căn dặn của người. Hồng Nhật thấy vô cùng áy náy. Là ai đã làm? Oh,
Không ngờ trận đấu tranh đoạt thần giáo giữa tiên tộc và yêu tộc lại gây ra sóng gió như vậy. Đó không phải đấu pháp. Ý của tiên đế là thần lực của chân thần có thể kinh động đến sông núi. Đây là uy lực của chân thần. Hậu Trì, sao người lại không sao? Linh lực thần quân cao siêu, xin hãy bảo vệ tại hạ. Thanh Mục, thần giáo đã chọn huynh là chủ nhân, không lâu nữa nhất định sẽ giúp huynh trở thành thượng thần. Vừa rồi ta giúp huynh giải quyết quả kỳ lân, ta tốn rất nhiều công sức đó. Chiêu Nhi, không được nói bừa. Xong vào nơi tu luyện của ta, giết chết thần thú canh giữ núi của ta, tội lỗi không thể tha thứ. Chiêu Nhi, người này có thể tiến vào thần thức của Thanh Mục, nhất định chỉ là linh hồn còn sót lại. Nhưng linh lực của hắn cao siêu, tuyệt đối không được khiến hắn tức giận. Bây giờ chỉ có thể cược một ván thôi. Bái kiến thần tôn Bạch Quyết. Bái kiến thần tôn Bạch Quyết. Thượng cổ, Hậu Tri, ta quay về rồi. Thần tôn Bạch Quyết, không làm nàng bị thương chứ? Người biết ta sao? Đâu chỉ là quen biết, lâu hơn cả thời gian, bền hơn cả sông núi. Từ lần đầu gặp, ta chưa lúc nào quên nàng. Hậu Trì, cô không biết xấu hổ. Thần tôn, là hạ quân không biết dạy dỗ con cái, để hai con làm hại đến linh hồn sót lại của Hồng Nhật, thật đáng tội chết. Mong thần tôn nể tình ta và Phu Hoáng, tha cho hai con của hạ quân. Thần tôn Bạch Quyết, xin người hãy thả họ ra. Nếu họ chết dưới tay người, sau này Thanh Mục sẽ không thể ở lại tam giới được nữa. Thượng cổ, bỏ đi. Thần giáo Thái Thương đã chọn được chủ nhân, chuyện này kết thúc tại đây. Các khanh quay về đi. Còn về người của yêu tộc, không được ở lại tiên giới. Dân, Giản Nhi, đưa Chiêu Nhi về đi. Dân, thưa phụ thần. Bệ hạ, thượng quân Thanh Mục này là, trong người cậu ấy không có chút căn nguyên thần lực nào của thần tôn Bạch Quyết, chỉ là trông giống nhau mà thôi. Lần trước khi gặp, cô vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại lớn như vậy rồi. Nếu phụ thần cô trở về, nhất định sẽ rất vui mừng. Sinh thần suốt 6 vạn năm nay của ta, năm nào thiên cung cũng đều gửi lễ vật chúc mừng. Người có gì mà không ngờ đến chứ? Những lời đó thiên đế không nói cũng không sao. Còn nữa, phụ thần ta vui mừng hay không, không liên quan đến thiên cung. Hậu Trì, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu thần. Nếu cô đã ra khỏi cung Thanh Trì thì hay là đến thiên cung tham gia tiệc sinh thần của mẫu thần đi. Không cần đâu, ta không có mẫu thần. Thôi vậy, đợi phụ thần cô quay về, ta sẽ đích thân đến cung Thanh Trì thăm hỏi. Hành tung của phụ thần ta bất định, dù có về cũng chỉ ở lại mấy ngày, e là người sẽ không gặp được. Tranh chấp giữa tiên tộc và yêu tộc đã 6 vạn năm rồi, bây giờ bản đế chỉ muốn hòa giải. Năm đó nếu nghe lời phụ thần cô thì tốt rồi, bây giờ muốn hai tộc có thể chung sống hòa bình đúng là vô cùng khó khăn. Ta sẽ chuyển lời của người đến phụ thần. Phượng Nhiễm, chúng ta đi. Thần tôn, bây giờ đã biết Thanh Mục là thần tôn Bạch Quyết, và chúng ta có nên giết chết ngài ấy để trút nỗi hận trong lòng không?
Bản tôn nói muốn để Quỳnh ấy chết khi nào? Từ sau khi người tỉnh lại đã rất nhiều lần nói câu đó, mấy ngày trước cũng vừa nói, còn viết lên cả giấy, vừa hai tay giữ lại một tờ ở đây. Được rồi, được rồi. Bản tôn hận Bạch Quyết. Hận Quỳnh ấy năm đó không tin ta, không quan tâm đến tình huynh đệ mà đâm ta một nhát. Cục tức này sớm muộn gì ta cũng phải trả lại. Nhân từ, độ lượng, những lời hay ý đẹp đó mới xứng với ta. Tất nhiên là đến cung Thanh Trì tìm hậu trì, để muội ấy yêu ta lại từ đầu rồi. Sư phụ, người đang nhìn gì vậy? Vi sư đang nhìn phong cảnh của núi Liêu Vọng. Năm xưa, thần tôn Bạch Quyết chọn núi Liêu Vọng để tu luyện, độ hóa cho tiên nhân thế gian, là vì phong cảnh nơi đây tươi đẹp, hợp lòng người, khiến người ta quên đi mọi buồn phiền. Chỉ đáng tiếc, sự yên bình này e là không kéo dài được lâu. Sư phụ, tuy linh hồn sót lại của thần tôn tan biến, nhưng núi Liêu Vọng vẫn còn đó, linh khí tràn trề, vận mệnh hưng thịnh. Người đâu cần lo lắng như vậy. Phượng Nhiễm, có chuyện gì vậy? Sao linh khí của hắn lại yếu như vậy? Phế tương của ngài ấy vốn chưa khỏi, bị giáo thái thương nhập vào linh thức lại càng bị tổn thương, không yếu mới lạ đó. Người này là thanh mục thượng quân Bắc Hải sao? Trường Khuyết, người mau đến kho lấy ít thuốc đến đây, thuốc bồi bổ thần hồn ấy. Đừng lấy những loại thuốc tầm thường, vết thương của hắn là thượng thần gây ra, loại thuốc tầm thường không chữa khỏi được. Ngươi còn ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Tiểu điện hạ, thanh mục là người của tiên cung, chúng ta đâu cần quan tâm đến ngài ấy. Hơn nữa nếu thượng thần cổ quân biết được nhất định sẽ không vui. Trường Khuyết, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi dám không nghe lời tiểu thần quân sao? Hậu Trì, ngươi ở đây trong chừng, bây giờ ta sẽ giúp ngươi lấy thuốc đến đây. Trường Khuyết, đi thôi. Một ngàn năm trước, ta tỉnh lại ở Bắc Hải, hoàn toàn quên mất mình là ai. Trên người ngoài một chiếc vòng tay thì không còn gì khác. Vì vậy ta liền đi khắp tam giới tìm kiếm thân phận của chính mình. Nhưng ta không muốn nợ ân huệ của người khác, suốt ngày bị mắng sớm đã quen rồi. Sau này ngươi cũng không cần, nhưng ta để tâm. Ta không chịu được khi thấy người bị khiển trách, ta không chịu được khi thấy người khác bôi nhọ người, ta không chịu được khi trong lòng người rất ấm ức, lại giả vờ như không có gì xảy ra. Sau này chỉ cần ta ở cạnh người một ngày, thì ngày đó ta vẫn sẽ lo cho người. Bởi vì ta thích người. Chuyện này xảy ra đều là vì ta. Ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Người yên tâm, cung Thanh Trì cũng sẽ bảo vệ ngươi. Chứng tỏ Phượng Nhiễm, ngài ấy là người đoạt được giáo thái thương, sau này nhất định sẽ có rất nhiều sóng gió. Hơn nữa cung Thanh Trì chúng ta giữ ngài ấy lại, nhất định cũng sẽ gặp phiền phức. Được rồi Trường Khuyết, chắc cứ hiểu được tính cách của Hậu Trì. Quế là người thận trọng như vậy, lẽ nào lại không nghĩ đến những điều đó sao? Nhưng Quế vẫn cứu ngài ấy, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ không lâu nữa thượng quân Thanh Mục sẽ có thể là người của cung Thanh Trì. Nhưng hai người họ cách nhau hàng vạn năm tuổi, chuyện tình cảm từ xưa đến nay càng không thể ở bên nhau lại càng cảm động. Người thấy Hậu Trì đối xử với ngài ấy như vậy, người tin tưởng đều có thể nhìn ra được. Chỉ có mình Quế là không biết thôi. Nhưng còn chưa đâu vào đâu mà chứng tỏa. Cô chắc chắn như vậy sao? Không tin thì cứ đợi đấy mà xem.
ra nhiều mồ hôi như vậy, xem ra thuốc của Trường Huyết có tác dụng rồi. Căn phòng này hơi bí, để ta đi mở cửa sổ. Đâu chỉ là quen biết, lâu hơn cả thời gian, bền hơn cả sông núi. Từ lần đầu gặp, ta chưa lúc nào quên nàng. Thần Tôn Bạch Quý vì giáo Thái Thương mà nhập vào cơ thể Thanh Mục, nhưng ngài ấy lại nói là quen biết ta. Rốt cuộc là có nguyên nhân gì vậy? Trong phòng Bách Huyền có rất nhiều sách từ thời thần giới để lại, phải đi xem mới được. Ta đã đợi từ sáng đến tối, sao giờ cô mới đến? Yêu Quân Tử Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Ta muốn gặp cô, tất nhiên là sẽ đến rồi. Cung thành trì có kết giới thượng thần mà phụ thần để lại, Yêu Quân Tử Nguyệt lại có thể dễ dàng ra vào như vậy, chắc chắn năng lực còn mạnh hơn phụ thần. Nghĩ gì vậy? Không vội, để ta đoán xem nào. Ban ngày ở núi Liêu Phòng thấy được nhiều chuyện như vậy, lại nghe được thần Tôn Bạch Quyết gọi cô là Thường Cổ, chắc hẳn lúc này trong lòng cô đang rối như tơ vò đúng không? Sao ngươi, sao ta lại biết hắn gọi cô là Thường Cổ sao? Cô nhớ lại đi, hôm đó ở suối Tử Nguyệt, ta đã gọi cô là gì? Thường Cổ, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi. Thường Cổ, đúng vậy. Hôm nay ta đến là vì muốn nói tất cả sự thật với muội. Hậu trì được đấy, đến Yêu Quân Tử Nguyệt cũng phải lòng cô ấy. Nhưng Yêu Quân Tử Nguyệt là người của yêu tộc, lại có liên quan đến yêu hoàng, không bằng Thanh Mục của bọn ta xuất thân trong sạch, chẳng đứng về tiên tộc hay yêu tộc. Yêu Quân Tử Nguyệt có chỗ nào không tốt chứ? Sức mạnh to lớn, phía sau lại có cả yêu tộc hậu thuẫn, sao Thanh Mục có thể sánh được chứ? Ngươi là ai, đến khi nào vậy? Tại hạ là Tử Hàm, cùng Yêu Quân Tử Nguyệt đến cung thành trì thăm hỏi, đúng lúc thấy được Yêu Quân tỏ tình với tiểu thần quân nên không nhịn được mà đến xem. Hai ta cùng chung mục đích đấy. Tại hạ tên Phường Nhiễm. Không đúng, ta và ngươi không cùng đứng về một phía, không cùng mục đích, không thể bắt tay với nhau. Không ngờ người nhiều chuyện như cô mà cũng có nguyên tắc nhỉ. Tất nhiên rồi. Bệ hạ, thượng quân Bắc Hải đó to gan, dám làm Chương Nhi bị thương thế này. Sao chàng lại để hắn đi như vậy, lại còn để hắn trốn trong cung thanh trì? Vậy chúng ta phải xử lý hắn thế nào? Làm Chương Nhi bị thương là thần Tôn Bạch Quyết, không phải Thanh Mục. Hơn nữa giáo Thái Thương đã chọn cậu ấy là chủ nhân, nên càng không dễ trách phạt. Thần Tôn Bạch Quyết sao? Sau khi thần giới đóng cửa, thần Tôn Bạch Quyết liền bạc vô âm tín. Thanh Mục đó là người không cha không mẹ, không có lai lịch. Lẽ nào thần Tôn Bạch Quyết và Thanh Mục có liên quan đến nhau? Ta cũng phỏng đoán giống như nàng. Hôm nay ta đã thăm dò linh thức của cậu ấy, hoàn toàn không có căn nguyên và nguyên thần của thần Tôn. Ta nghĩ chắc chỉ là linh hồn còn sót lại trong thần giáo Thái Thương mà thôi. Dân chà cũng nên đưa hắn ta về tiên cung. Nhỡ một ngày nào đó hắn trở thành người của cung thanh trì, vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở nên bị động sao? Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Thanh Mục tự do tự tại quen rồi, muốn lôi kéo cậu ấy cũng không phải là dễ. Bệ hạ, được rồi, mặc kệ Thanh Mục có phải thần Tôn Bạch Quyết hay không, ta cũng đều nhún nhường cậu ấy vài phần. Ta thấy Chiêu Nhi có tình cảm với cậu ấy, đó là chuyện tốt. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Bệ hạ nói rất đúng.
Đừng đi. Muội làm gì vậy? Thượng cổ. Đừng đi. Đừng. Thượng cổ, xin muội đừng như vậy. Đừng đi. Đừng đi. Thượng cổ. Là ta đã ép nàng trở thành thần chủ hỗn độn. Là ta đẩy nàng vào con đường vạn kiếp không được hồi sinh. Bạch Quý, tam giới này ta phải giao phó cho chàng rồi. Thượng cổ. Thượng cổ. Đây là cung Thanh Trì. Hậu Trì, yêu quân Tử Nguyệt, ý của người ta là... Đúng vậy, cô chính là tỳ nữ của thần tôn thượng cổ, thần chủ thần giới năm đó. Ta biết cô sẽ cảm thấy những lời này có chút hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Hậu Trì, cô là người tình kiếp trước mà ta đã tìm hàng vạn năm nay. Mà tên Thanh Mục kia ở kiếp trước chính là kẻ đã chia cắt chúng ta. Chẳng trách ta còn muốn nói sao ta với Thanh Mục lại dây dưa với nhau như vậy. Hóa ra là có nguyên do như vậy. Vì vậy cô tuyệt đối không thể ở bên hắn. Cô không nhớ sao? Tính cách trước đây của hắn ta còn đáng ghét gấp bội lần bây giờ. Hắn vì yêu cô nhưng không có được cô mà nảy ra ý đồ xấu làm hại đến ta. Còn cô vì yêu ta quá sâu đậm nên cũng tự vẫn mà chết. Vì vậy kiếp này dù khó khăn gian khổ thế nào, ta cũng phải tìm được cô. Còn phải báo thù mối hận. Hắn hại ta năm đó. Yêu quân Tử Nguyệt, dừng lại đi. Ta đúng là rảnh quá nên mới ở đây nghe ngươi nói sằng nói bậy. Yêu quân Tử Nguyệt, xin hãy về đi. Cung Thanh Trì bọn ta quá nhỏ, không tiếp đãi được quý khách như ngươi. Cô không tin ta sao? Nào, vậy cô thử đi. Có ý gì? Hôn ta một cái. Tin ta đi. Chỉ cần hôn một cái, nhất định cô sẽ cảm nhận được phần tình cảm kiếp trước từ tận đáy lòng. Không chừng còn có thể nhớ ra gì đó. Yêu quân Tử Nguyệt, đâu cần gọi nhau xa lạ như vậy. Gọi ta là Tịnh Uyên đi. Đây là cung Thanh Trì, mong ngươi nghiêm túc một chút. Cô xấu hổ sao? Thôi vậy, vậy thì ôm một cái. Bản quân tướng mạo anh tuấn thế này thì thò một chút cũng không sao. Ngươi, Thanh Mục, ngươi tỉnh rồi sao? Trời đêm lạnh, cẩn thận không bị cảm lạnh. Các hạ nửa đêm bất ngờ đến đây, quả thực có chút không thích hợp. Xin các hạ rời đi cho. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là thượng quân Thanh Mục, người bị đánh trọng thương hồi sáng. Nếu ta nhớ không nhầm, cung Thanh Trì cũng không liên quan đến người. Bản quân muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không đến được ngươi can thiệp. Người của yêu tộc xông vào tiên tộc, sao bản quân có thể mặc kệ? Nếu đã biết được thân phận của ta, vậy hãy mau chóng rời đi. Nếu còn dám tiếp tục làm phiền Hậu Trì thì đừng trách ta không khách sáo. Ta là muốn xem ngươi chuẩn bị không khách sáo thế nào. Xem ra các hạ là muốn ra tay với ta. Vừa hay hôm nay ta giành được giáo thái thương, nên thử một chút đi. Chỉ một cái giáo tầm thường sao bản quân lại không có chứ? Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhiều lời như vậy. Hai người làm loạn đủ chưa? Một người không mời mà đến, một người đến để dưỡng thương. Đây là cung Thanh Trì, sao có thể đến được các người ở đây làm loạn? Còn ngươi,
khó lắm mới giữ lại được tính mạng mà còn ở đây làm loạn sao? Nghe rõ chưa? Nếu không phải hôm nay ở núi Liêu Phòng có hộ trì bảo vệ thì cái mạng này của ngươi đã mất từ lâu rồi. Còn chưa đủ lông đủ cánh mà lại dám tranh nữ nhân với bản tôn. Về tu luyện thêm vài vạn năm nữa đi. Yêu quân Tử Nguyệt, ngươi nói ít thôi. Nhìn đi, thần quân nhà ta thật lợi hại, làm thượng quân Thanh Mục tức giận rồi kìa. Lợi hại cái gì chứ? Còn không phải bị hậu trì nhà ta mắng cho như vậy sao? Ta thấy thần quân nhà ngươi còn lâu mới thắng được Thanh Mục. Yêu quân Tử Nguyệt, xin ngươi rời đi cho. Hôm nay cung Thanh Trì còn nhiều việc, ta không tiễn ngươi nữa. Được thôi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến tìm cô. Chúng ta cùng nhau du xuân uống rượu nhé. Từ khi sinh ra ở Đài Càn Khôn, bản tôn chưa từng thắng được tảng băng đó. Nhìn được vẻ mặt vừa nãy của hắn, thật là sung sướng. Sung sướng quá đi. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Dù ta đối xử với người tốt thế nào cũng không bằng mấy câu nói của người khác. Đâu cần ở lại làm chứng mắt hai người. Hắn ta là người của yêu tộc, linh lực lại cao siêu, ta tất nhiên là phải nhún nhường. Ngươi cần gì phải tranh cao thấp với hắn? Đó là tranh cao thấp sao? Ta rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng là lo người không đề phòng mà bị hắn lừa. Tuy ta quen biết hắn chưa lâu, nhưng ta vẫn phân biệt được hắn nói thật hay không. Tuyệt đối không giống như ngươi nói đâu. Đúng. Người khác có thể dễ dàng đối xử tốt với người, còn ta thì lại vô cùng khó khăn. Nếu người đã không cảm kích, vậy bây giờ ta sẽ đi. Ngươi, ngươi bị thương nặng như vậy mà còn muốn đi đâu? Ta muốn đến Bắc Hải, đến Thiên Cung. Có phải kiếp trước ta nợ ngươi không? Đó là tranh cao thấp sao? Ta rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng là lo người không đề phòng mà bị hắn lừa. Người khác có thể dễ dàng đối xử tốt với người, còn ta thì lại vô cùng khó khăn. Người đi đâu vậy? Hôm nay nhiều việc không hay, không thích hợp tu luyện. Tiểu Điện Hạ, người vất vả rồi. Không giống như người nghĩ đâu. Ta đều hiểu. Đây là y phục bà ta đã đi khắp nơi tìm về cho người. Người xem người thích bộ nào. Tốt xấu gì người cũng là thượng thần, ngày nào cũng chẳng chú ý đến ăn mặc như vậy thì ra thể thống gì nữa. Dù là yêu quân hay tiên quân thì cũng đều chú ý đến vẻ bề ngoài của nữ quân. Người thích bộ nào thì hãy lấy đi, được khách sáo với ta. Bình thường ta rất xấu sao? Không đến nỗi là xấu, chỉ là có chút không chỉnh tề. So với cảnh chiêu thì thế nào? Hai người không cùng một phong thái, nhưng cô ta có một điểm không sánh được với người. Người khoan hồng, đủ lượng, cô ta không thể sánh được. Ai thèm so sánh với cô ta chứ? Người vừa hỏi ta mà, ta hỏi cô liền trả lời sao? Cô là trưởng tọa cung Thanh Trì, không chăm chỉ tu luyện, cả ngày chỉ chìm đắm trong mấy chuyện tầm thường thì sao có thể nâng cao linh lực chứ? Ta sẽ thu lại hết mấy thứ này, cô kiểm điểm lại mình đi. Ta... Tiểu tổ tông này, đợi ta với. Thổ cố nạp tân, số cuộc có được không vậy? Được, nghe theo ngươi đó. Nào, là ta sai rồi, là ta không đúng. Ta không nên làm hậu trì tức giận, ta không nên ghen.
Ta sai rồi, đừng đánh ta nữa. Dù ngươi không phạt thì ta cũng sẽ tự phạt mình. Ta sai rồi. Ta thực sự biết lỗi rồi. Ta sẽ không phạm những lỗi như vậy nữa. Ta sai rồi. Không cần phạt ta, ta cũng tự mình khổ nhục kế vụng về như vậy sao? Ngươi nghiêm túc một chút không? Vết thương lại đau sao? Không sao. Hậu Tri, hôm nay ta đến là để xin lỗi người. Ta chấp nhận lời xin lỗi của người. Người ta lỗi cho ta rồi sao? Ta vốn đâu giận người. Hôm nay người xinh lắm. Chuẩn bị đi đâu sao? Là tại hạ đã hẹn cùng với tiểu thần quân đi du xuân uống rượu. Sao lại là ngươi? Không thể nào. Hậu Trì sẽ không cùng loại người như ngươi đi du xuân uống rượu. Không tin thì tự mình hỏi đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bản quân sẽ đi cùng hai người. Không được. Sao lại không được? Sức khỏe ngươi còn yếu, không thể uống rượu. Hôm nay tiểu thần quân thật xinh đẹp, làm ta nhớ ra một người bạn cũ. Hậu Trì, không thể một mình đi cùng với kẻ xấu xa này. Mùi gì vậy? Vừa chua vừa thối. Đúng là mất hứng. Công Thanh Triều bọn ta trước nay luôn rất trung lập. Yêu quân Tưởng Nguyệt là người của Yêu tộc, cũng nên giữ khoảng cách nhất định với Công Thanh Triều bọn ta. Nhỡ bị người khác phát hiện, lại tưởng Công Thanh Triều bọn ta lôi kéo Yêu tộc. Tam giới đều biết Công Thanh Triều và Thiên Cung ngang vai ngang vế, mà ngươi lại là tiên quân do Thiên Cung sắc phong. Nói về thân phận thì ngươi cũng đâu trong sạch. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời. Mời. Hậu Trì. Hậu Trì, ngươi không được đi cùng hắn. Hậu Trì. Tịnh Uyên, thả ta ra. Tịnh Uyên. Nhìn thấy hắn ghen, cô rất vui sao? Làm gì có. Hoa quả và điểm tâm này rất ngon. Yêu quân nếm thử đi. Hôm nay cô ăn mặc như vậy, chắc là vì hắn đúng không? Yêu quân hiểu biết rộng, không biết đã nghe đến một người tên Bách Huyền chưa? Cô đồng ý tới đây uống rượu với ta là vì chuyện này sao? Bách Huyền sao? Cô từng nhắc đến người này ở suối Tưởng Nguyệt. Cô từng đến núi Liêu Vọng, rồi phát hiện quạt của ta ở núi Liêu Vọng. Đúng vậy, Bách Huyền đó có liên quan gì đến căn nhà trúc, là nơi quân ấy thường đưa ta đến chơi hồi nhỏ. Ngàn năm trước, ta đến núi Liêu Vọng để tưởng nhớ một bằng hữu cũ, uống say nên ngủ lại một đêm ở căn nhà trúc, rồi không cẩn thận để quên chiếc quạt ở đó, nên mới khiến cô tìm đến. Nhưng ta lại không biết Bách Huyền mà cô nói là ai. Bản quân ở trong cung đã lâu, quả thực là không biết rõ dẫn thượng quân mới của tiên tộc và yêu tộc. Vậy 1000 năm trước từng có ai ở căn nhà trúc đó không? Bận lắm, có lẽ đã không ai ở hàng vạn năm rồi. Bách Huyền và cô có quan hệ gì? Người thân. Vậy Thanh Mục thì sao? Mong yêu quân sau này đừng đùa như vậy. Tên ngốc đó bây giờ vẫn còn bị nhốt trong kết giới kìa. Xin yêu quân thả hắn ta ra. Chúng ta chia ra hành động. Giáo Thái Thường là thần khí thời thượng cổ, nhưng lại chọn Thanh Mục làm chủ nhân. Ta nghĩ không đơn giản chỉ là trùng hợp. Ta không muốn nghe, cũng không muốn nhắc đến người đó. Hậu Trì, ta hẹn cô đến đây không phải muốn nghe cô nói những điều đó. Cô có từng nghĩ sẽ ở lại bên cạnh ta không? Nếu ở lại bên cạnh ta, ta sẽ để cô trở thành người đứng đầu yêu giới. Sao đột nhiên yêu quân lại nói những điều này? Những lời này ta muốn nói từ lâu rồi. Lẽ nào trước đây cô không hề cảm nhận được tâm ý của ta sao?
Yêu quân Tử Nguyệt gọi ta là Tình Uyên. Yêu quân Tử Nguyệt, những gì ngươi vừa nói ta sẽ coi như là lời nói đùa. Ta không có bản lĩnh gì, linh lực yếu kém, không xinh đẹp tuyệt trần, tính tình lại không chịu nổi bật. Ngoài hư danh là thượng thần, ta không có bất cứ ưu điểm nào. Ngươi tỏ lòng hết lần này đến lần khác như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Ai nói cô là người như vậy? Thay vì hỏi ai nói vậy, thì thà hỏi rằng trong tam giới này có ai không nhìn ta như vậy chứ? Thứ cho hậu trì nhắc nhở một câu: hai giới tiên yêu coi sức mạnh là trên hết, người xứng đôi với yêu quân không phải là ta. Mong về sau yêu quân đừng nhắc đến chuyện này nữa. Sure.